Chào tất cả anh chị đã đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì trưa ngày hôm nay á thì Bảo sẽ giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới của mà thương hiệu Osaka, đó là máy rửa xe đời mới nha. Đó, mức giá con máy này thì công ty cũng đang có chiến lược là bán hàng lô đầu tiên sẽ giảm giá 20 mấy% á, thì Bảo cũng ôm được 50 con. Thì anh chị mua sản phẩm Osaka này mức giá là 1.300.000 á, giờ chỉ còn có 1.070.000 thôi, là mẫu mới nhất luôn. Đó, vừa mới về ngày hôm qua thì Bảo cập nhật cho anh chị mình với một con máy giá rẻ này, chất lượng bảo hành lên đến là 1 năm. Thì anh chị mua con máy này hoàn toàn yên tâm vì Osaka thương hiệu này Bảo bán là cũng khá là lâu, bảo hành rất là lâu rồi nha. Đây là dòng máy rửa xe nha. Rồi lúc mà anh chị mua thì sản phẩm này á thì sẽ được bảo hành của công ty rất là dài trong thời gian nha. Đó, vì công ty làm chất lượng tốt nên là bảo hành 12 tháng này. Đó, máy thì cũng tích hoạt những cái tính năng thông minh nhất là bóp súng, máy chạy, thả súng ra là máy ngắt nha. Và đương nhiên bên trong máy thì sẽ có công nghệ chống giật nè. Thương hiệu Osaka là thương hiệu của Nhật nha, anh chị thấy cũng toàn tiếng Nhật không à. Nên là anh chị mua những thương hiệu này á, là toàn là công ty với là tập đoàn Nhật bán dây chuyền công nghệ nha. Rồi mình vào phần công suất máy nè. Máy này á là model mã máy là S1, 2400W, lực hút nước của máy á là 9 lít trên 1 phút nha. Và áp của máy là 123, nhưng mà con máy này khá là khỏe luôn. Rồi thiết kế thì anh chị sẽ thấy á, đợt này con máy này về trọng lượng nó nặng ghê lắm nha. Đó, cực kỳ nặng so với mẫu trước luôn. 2400W, thiết kế này, tay cầm chắc chắn hơn này so với đợt trước. Đó, bên dưới thì sẽ có là hai lớp chân để cắt mặt nước này. Rồi cái phần thiết kế này là toàn là kim loại nguyên khối nha, để anh chị mình tháo lắp nó cũng dễ dàng hơn. Còn thay nhớt đợt này nó còn dễ hơn so với mẫu cũ, là cái đầu này nó sẽ tháo 4 con ốc lật lên cái là xong. Châm nhớt, mà nhớt này á thì anh chị xài ở gia đình 1 năm mình mới thay một lần nha. Thay nhớt mà nhớt 10 là được, nhớt loãng là được rồi nha. Rồi thiết kế thì nó đã đẹp như này rồi, đó rất là cứng chắc này. Phía trước có đồng hồ, mà chỉ có lô đầu tiên thôi nha, giảm giá còn 1.070.000, bảo hành quá trời dài. Thì mình sẽ xem nó sẽ có những phụ kiện gì đi kèm. Rồi đầu tiên á thì sẽ có là một bình bọt tuyết này màu xanh, đó tầm khoảng là 300-400ml để anh chị bỏ xà bông rửa chén vào để rửa xe máy cũng như là xe hơi nha. Tiếp tục, máy này bền ở chức năng, công ty luôn luôn là đi kèm hai lọc rác trên và dưới nha, lỡ bụi nó vào đây nó còn cản cái này, nên là bảo hành á, thời gian nó dài hơn những công ty khác, có thể nói là gấp đôi luôn. Đó, rồi dây đầu hút vào thì sẽ có chống gãy nè, dài tầm khoảng là 1 mét mấy thôi nha, gần 2 mét gì đấy là hút nước vào. Nước ra thì dây 7 mét nè, bọc bố vải 3 lớp, có bấm chắc chắn ở hai đầu nha, bấm hết máy bấm nên là anh chị xài rất là bền. Đó, rồi tiếp tục, súng á thì rất là to nha, cực kỳ khủng, chắc chắn cực kỳ. Đó, anh chị thấy súng là thấy khoái ngay. Một cây súng có thể chỉnh được đa năng từ 0 độ này lên đến là 180 độ để anh chị có thể là tưới cây này, xịt xe, rửa máy lạnh được hết luôn, tuyệt vời. Đó, mức giá chỉ có 1.070.000 là đang có chương trình lô đầu tiên, công ty ưu ái làm chương trình để mà tri ân khách hàng đã ủng hộ công ty trong thời gian vừa qua, nên là mức giá có 1.070.000 là mức giá giảm cực kỳ là sâu cho mẫu máy rửa xe mới như này của Osaka vừa mới về nha. Thay đổi thiết kế hoàn toàn luôn mà giá cực kỳ tốt, để anh chị nào có nhu cầu xài rửa xe, rửa sân vườn ở nhà, hoặc là mình có thể là tưới cây cũng được, phun thuốc cũng được, thì anh chị sắm thằng này đang có chương trình giảm giá. Đó, thì anh chị nào cần một sản phẩm máy rửa xe bảo hành lâu nha, thời gian dài, mức giá tốt, hợp lý, thì liên hệ cho cửa hàng Bảo qua 3 số hotline trên màn hình để được tư vấn đặt hàng. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video buổi trưa về dòng máy rửa xe đang có chương trình giảm giá đặc biệt tới mọi người nha.